kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, huyện Bảo Lâm tổ chức hội thảo trực tuyến thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ rà soát xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, ban hành các chương trình kế hoạch tới các chi ủy, chi bộ trực thuộc và chi bộ khu dân cư, chi bộ cơ sở duy trì sinh hoạt nền nếp, đúng điều lệ, nội dung hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới. Tại buổi hội thảo, các chi bộ đảng đã tham luận một số chuyên đề như việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, một số kinh nghiệm về đổi mới và vai trò của bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các quy trình kiểm tra giám sát, những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra chi bộ. Kết luận hội thảo, lãnh đạo huyện đề nghị chi đảng bộ khắc phục những hạn chế tồn tại trong sinh hoạt chi bộ, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp cụ thể trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác đảng nhằm bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Dự án Kinh doanh cho Nông hộ tỉnh đã đến kiểm tra giám sát tình hình thực hiện dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tại huyện Thạch An. Dự án CSSP triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Thạch An từ năm 2017 với 8 xã tham gia và hưởng lợi từ dự án từ năm 2020. Trong đó có 46 xóm với 3.435 hộ trong vùng dự án. Từ năm 2017 đến tháng 8 năm 2023, huyện Thạch An đã giải ngân thực hiện các hoạt động trên 101 tỷ đồng. Tổng ngân sách được giao năm 2023 là 12,49 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 5,82 tỷ đồng, đạt 46,57% so với kế hoạch. Đến nay, dự án hỗ trợ xây dựng 189 mã số vùng trồng thạch đen với quy mô diện tích trên 630 ha, tổ chức 65 lớp tập huấn với 2,1 nghìn người tham gia, duy trì hoạt động 166 nhóm đồng sở thích với 2,3 nghìn thành viên. Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng 28 công trình cơ sở hạ tầng cộng đồng, thành lập 83 nhóm tiết kiệm tín dụng. Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Kinh doanh cho Nông hộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện dự án của huyện thời gian qua. Đề nghị huyện và các xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Điều phối tỉnh thực hiện dự án đạt mục tiêu theo kế hoạch. Tổng hợp hồ sơ hoạt động các tổ nhóm CIG, hạ tầng, các hoạt động về mô hình đã được giao phân cấp về cho huyện, xã làm chủ đầu tư, chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ, chứng từ để phục vụ cho công tác quyết toán hoàn thành dự án theo đúng quy định. Đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện có khối lượng các công trình. Trước đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với nhóm sở thích CIG, xóm Cẩu Lặn 1, xã Đức Thông, kiểm tra thực địa công trình đường giao thông Khuổi Phùm, Cẩu Lặn, xã Đức Thông. Ngày 11 tháng 8, tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo công an tỉnh, tỉnh đoàn thanh niên và đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, huyện. Tại ngày hội, các đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ 4 lực lượng gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tỉnh đoàn Cao Bằng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tam Kim tổ chức gian trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của địa phương,
tổ chức trò chơi dân gian như kéo co, lẻ cỏ, tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi, tư vấn khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Tam Kim. Đoàn viên thanh niên công an tỉnh và công an huyện Nguyên Bình tổ chức ra quân cấp căn cước công dân, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dân. Tối cùng ngày, câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, ca ngợi về người chiến sĩ công an nhân dân, thu hút đông đảo bà con nhân dân trong huyện đến xem. Nhân dịp này, tuổi trẻ 4 lực lượng đã tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tam Kim, tặng 300 móc khóa đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng công an xã và nhân dân trên địa bàn xã Tam Kim, tặng hoa chúc mừng các đơn vị công an đang đứng chân trên địa bàn tỉnh. Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, tổ chức điểm tại xã Tam Kim. Qua chuỗi hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết, nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huyện Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho bạc nhà nước huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề chính về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, phổ biến nội dung cơ bản của các nghị định, thông tư quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước, hướng dẫn kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, quy định về quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Qua đó nhằm trang bị kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật ngân sách tài chính, quản lý và sử dụng tài sản công, chi tiêu đúng định mức, đúng chế độ quy định trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Chiều ngày 11 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị bồi dưỡng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tham gia giải quyết một số vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em, ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại xóm Bắc Vọng, xã Vinh Quý. Tại hội nghị, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền các nội dung như một số nội dung cơ bản về bình đẳng giới, mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, thực trạng vấn đề giới trong một số lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cách thức lựa chọn nội dung truyền thông về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tuyên truyền vận động thay đổi, nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Sáng ngày 12 tháng 8, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, Chi đoàn Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng phối hợp với Hiệp hội Nhân đạo Pháp Cudaput Việt Nam và Ủy ban Nhân dân xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh tổ chức chương trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại điểm Bản Cải, xóm Bồng Sơn, xã Đàm Thủy. Điểm xóm Bản Cải thuộc xóm Vùng 3 có tổng số 83 hộ dân với gần 400 nhân khẩu, trong đó có 20 hộ nghèo, có 71 cháu đang trong độ tuổi đi học từ 3 tuổi đến 17 tuổi. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 20 suất quà cho 100% hộ nghèo trong xóm, tặng đầy đủ bộ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, ba lô và tổ chức liên hoan cho 71 cháu đang trong độ tuổi đi học với tổng giá trị gần 75 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ hai đơn vị nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Trong hai ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bảo Lâm tổ chức công tác diễn tập khu vực phòng thủ xã Yên Thổ năm 2023. Cuộc diễn tập tổ chức với đề mục chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, gồm 3 giai đoạn huấn luyện. Trong diễn tập, xã đã huy động được 202 kg gạo, 266 kg củ quả, rau xanh các loại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phát động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ
4,4 triệu đồng, huy động 415 ngày công lao động. Kết quả, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ và một số nội dung đạt xuất sắc. Các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng. Các nội dung thực binh được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, đúng nguyên tắc, sát thực tiễn và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Các nội dung diễn tập thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Phát biểu bế mạc, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đề nghị sau diễn tập tiếp tục nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghiêm quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, duy tu thường xuyên các công trình quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn xã, tăng cường giáo dục tuyên truyền tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Kết thúc đợt diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập năm 2023. Từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra đối với 32 đồng chí là Phó Đồn trưởng, Đội trưởng Vũ trang năm 2023. Trong thời gian 4 ngày, các đồng chí tham gia kiểm tra đã thực hành kiểm tra một số nội dung gồm nhận thức chung theo chức trách nhiệm vụ, xử trí các tình huống trong tổ chức quản lý bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu phòng không, chấp hành kỷ luật, xây dựng văn kiện kế hoạch bảo vệ biên giới năm, kế hoạch chiến đấu tại chỗ, bảo vệ đồn, thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chiến thuật biên phòng, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện hỏa lực đại liên PKMS, súng cối 60mm, bắn đạn thật, súng ngắn K5471, 1B, kiểm tra võ thể dục, co tay xà đơn, chạy vũ trang 3.000m, chạy 1.500m và bơi tự do 3 phút. Các đồng chí tham gia kiểm tra đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế và các quy định, với quyết tâm cao đã hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, qua đó đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực công tác của Phó Đồn trưởng, Đội trưởng Vũ trang, các đồn biên phòng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, huấn luyện và xây dựng đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Kết thúc đợt kiểm tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, gồm các đồn biên phòng Lũng Nặm, Tà Lùng, Cần Yên và tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt kiểm tra. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch An vừa tổ chức hội nghị triển khai dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trưởng giai đoạn năm 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Triển khai dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trưởng giai đoạn năm 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch An đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Đức Long và các đơn vị liên quan lựa chọn 2 cháu được hỗ trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có kết quả học tập khá, giỏi, gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mức tiền hỗ trợ mỗi em 7,4 triệu đồng một năm. Trong đó, 5,4 triệu tiền ăn và 2 triệu đồng dùng để mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa, nhu cầu thiết yếu. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện đã trao số kinh phí hỗ trợ tiền ăn 3 tháng là 1,8 triệu đồng một cháu và quà tặng hỗ trợ lần đầu cho các cháu. Dự án với mục tiêu hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh là người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, có điều kiện tới trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mới đây, huyện Bảo Lạc tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Đình Phùng. Trong năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đình Phùng đã tích cực vận động tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng, duy trì 4 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gồm mô hình 1 cộng 2, 1 cộng 3 với 5 tổ 20 thành viên, mô hình khúc suối tự quản, mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự trong vùng dân tộc, tôn giáo, khu vực giáp danh, mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự.
Tại ngày hội, xã đã phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các xóm trên địa bàn xã. Dịp này, Công an huyện và Ủy ban Nhân dân xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.